Thì girl phá rồi, chắc không cho lay phim. Sự có nặng mà. À tôi cảm thấy là sốt hơi mập lên một chút hay sao. Với lại này tôi thèm ăn đêm cực. Sorry I can not fix in it. Trời tôi thèm ăn đêm cực mà toàn thèm mấy món quái đáng mà. Giống như là hộp vịt nộm này xong rồi chuối, xoài, các thứ. Má Nghi có triệu chứng có bầu ấy, có chữa ấy. Chết rồi. Nếu là tôi có chữa tôi chụp hình OnlyFans sao ta? Khoe bụng bầu à? Cô làm gì cơ? Gì cơ? Ăn đây. Đâu rồi? Sao mọi người không nói gì vậy? Má ơi, ăn sô-cô-la xong uống con bột khúc mẹ nó chua. À nhưng cái đó mẹ nó chua.
bên cạnh em, anh chăm sóc em, chưa bao giờ từ chối bất cứ gì. Lúc đó em nhận ra em đã lấy đúng người rồi. Hello mọi người xem like. Dí cường nói được tiếng Việt mà sao cũng phải nhấn tiếng Hàn này. Nói tiếng Việt đi. Hôm nay cái lời thổ lộ của Tuấn và Tuấn Nhi thì Tuấn cũng nghĩ là Nhi đã chọn đúng người. Cuối cùng con cũng có tốt rồi đấy. Chúng tôi buộc phải che mờ những cảnh bạo lực và hạn chế những tiếng